Tôi là cô Đỗ và bây giờ tôi quay trở lại với đôi điều chia sẻ với các bạn trẻ, những cái người mà đang dập dịch bước vào đời đi xin việc làm. Thế và có lẽ là phải chia sẻ với các cô gái trẻ, các chàng trai cũng như thế thôi. Đó là các bạn phải biết rằng lời nói khéo mồm chẳng mất cái gì cả. Có rất nhiều người, người ta rất thích đưa ra những cái lời hứa nhưng người ta không bao giờ thực hiện. Và cô phải chia sẻ điều này với các bạn để tránh làm lỡ tương lai của các em. Cô đã từng gặp rất nhiều người. Có những người ấy, người ta không hiểu một cái gì về về luật pháp đâu các em ạ. Và người ta cứ đưa ra những cái lời hứa một cách nó rất là, gọi là gì nhỉ? Nó quá dễ dãi. Thế và có những, gọi là gì nhỉ? Gọi là người Trung Quốc có một cái câu nói mà các bạn đừng bao giờ tin nó là thật. Mà nếu như mà các bạn tin rằng đó là thật thì người ta cười chê bạn là cái thằng ngốc, cái đồ ngốc đấy. Đó là câu cải thiên chính lý chư phần. Cải thiên chính lý chư phần nghĩa là một ngày khác mời em ăn cơm nhé. Câu này là một cái lời nói vô cùng sáo rỗng. Có nghĩa là người ta nhờ bạn một việc gì đó. Và sau đó thì bạn đã giúp người ta rồi. Nhưng mà người ta phủi đít người ta đi rồi. Xong sau đó thì người ta sẽ nói với bạn là một ngày nào đó mời em ăn cơm nhé. Nhưng mà chắc chắn là cái ngày nào đó sẽ là không bao giờ các em ạ. Các em phải tỉnh tỉnh ngộ ở điều này. Thứ hai nữa, đó là người ta sẽ có một câu như thế này. Hay là ni lái wo zhe bian shang ban ma. Ni qu wo na bian shang ban ma. Cái câu này nói thật với các bạn là chính bản thân cô đã mắc sai lầm. Đã từng không chỉ có một người mà khá nhiều người nói với cô như thế này. Trước kia khi cô làm giáo viên ở bên Đại học Dân tộc Quảng Tây ấy, thì cũng có một ông nói là xiao tu, nǐ hái qu dāng lǎo shì gān mǎ yà? Wǒ gōng sī zhē biān bù shì gēng hǎo mà? Nǐ lái à, lái zhē biān shāng bān. Lúc đó mình còn rất trẻ, thế và mình nghĩ rằng là mình làm giáo viên thì mình còn thiếu rất là nhiều kiến thức thực tế, cho nên là mình cũng muốn đến một công ty để học việc và sau đó đi làm. Nhưng mà lúc đó thực sự đang còn trẻ nên quên một điều, đó là các công ty, đặc biệt là những cái công ty mà quy mô nhỏ ấy, thì họ không bao giờ được phép mời chuyên gia nước ngoài. Các em nhớ một điều như thế nhá. Đã từng có những bạn trẻ mắc sai lầm, đó là gì? Đó là khi mà tốt nghiệp ấy, xong sau đó là một vài công ty ở các thành phố lớn họ mời, thì các bạn nghĩ rằng là kiếm tiền vài, gọi là 1 vạn nhân dân tệ, lúc đó thì cũng tương đương với gần 30 triệu đồng, thì so với lại là cái thu nhập của Việt Nam nó oách quá. Nhưng các em quên mất một điều. Tất nhiên bạn của các em khi mà nói là các em tốt nghiệp sau đó thì làm việc ở Bắc Kinh hay là ở Thượng Hải thì nghe nó oách lắm các em ạ. Ui dồi ôi, những cái lầu cao ngất, cao ngưỡng, cảm giác như ăn mặc đẹp rồi trông rất là sành điệu. Nhưng mà cái thời gian đó qua đi rất là nhanh các em ạ. Cái thời gian sung sướng và hả hê với những lời khen nó qua đi nhanh lắm. Các em phải đối mặt với gì? Đó là các em kiếm được 10.000 nhân dân tệ, nhưng các em phải chi đến 8.000 nhân dân tệ để thuê nhà nếu như các em muốn thuê một cái nhà ở gần công ty. Nhưng mà 8.000 nhân dân tệ, 10.000 tiền lương, 8.000 nhân dân tệ một cái nhà, và như thế thì các em chỉ còn có 2.000 nhân dân tệ để mà chi các khoản khác thôi. Thế thì các em đành phải cố gắng để đi đến cái khu sinh viên để thuê một cái nhà, hoặc thậm chí là không đủ tiền 5.000 nhân dân tệ để thuê một căn hộ ở ngoài ngoại thành, cho nên là đành phải thuê chung với lại là những người khác. Thế và chia cái tiền nhà ra, và hàng ngày các em phải dậy từ 5 giờ sáng thất thểu đi 40 cây số. Bởi vì ví dụ như Thượng Hải nó rộng lớn như thế, có nhiều người, Bắc Kinh cũng như thế mà, cho nên là tiền cá quá tiền cơm, vừa mất tiền nhà vừa mất bao nhiêu thời gian vắt vẻo ở trên tàu điện, mà có phải có một chuyến đâu, phải chuyển bao nhiêu chuyến, có khi còn bị lỡ chuyến rồi. Nói chung là trông rất là nhếch nhác, khác hẳn với lại là cái hình ảnh mà các em mơ tưởng lúc ban đầu. Bởi vì bạn cô tập đoàn giáo dục toàn cầu toàn là những người như thế mà. Các bạn trẻ thuê ở những căn nhà ổ chuột, ở trên những cái gác xép mà trời ơi, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, với giá 5.000 nhân dân tệ, bởi vì là thuê ở trong nó càng đẹp thì nó càng đắt thôi. Thế mà sau đó thì còn có một việc nữa, ngoài tiền thuê nhà và tiền ăn uống ra nhá, tiền tiêu ra nhá, các bạn còn mất một khoản tiền này mà cô phải nói để cho các bạn biết này. Theo luật
xuất nhập cảnh của Trung Quốc ấy, thì nếu như mà bạn đến làm việc ở đó thì bạn phải có thẻ chuyên gia, bạn phải được mời một cách chính thống. Còn nếu như mà lao động kiểu lao động chui ấy thì là bạn đi với lại là cái visa du lịch hoặc là visa, tức là bạn chỉ đi với visa du lịch, bởi vì những cái đơn vị mà bạn đang làm đó là người ta đang 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 gọi là vi phạm luật lao động của Trung Quốc nhá. Bây giờ thì người ta bắt kinh rồi, có khi mình còn bị bắt đó. Hoặc là chính những người chủ người ta muốn bùng tiền thì người ta sẽ báo công an để bắt bạn. Thế và các bạn phải biết là cái thời gian đó là quy định, theo quy định của trước kia là chỉ được cư trú tại Trung Quốc 30 ngày. Nếu như mà visa du lịch nhá, 30 ngày đến ngày thứ 31 là bạn bị phạt 500 nhân dân tệ. Đến ngày thứ 32 là 1.000, ngày thứ 33 là 1.500, và người ta chỉ phạt đến 10.000 nhân dân tệ thôi là bắt bạn đi tù. Thế và các bạn trẻ thì là đành phải cách đó là mỗi một tháng bay về Hà Nội một lần. Thì từ Thượng Hải mà bay về Hà Nội là gần nhất mà, chả lẽ bay vào Sài Gòn, đóng một cái dấu xuất nhập cảnh, sau đó lại phải bay quay trở lại. Bạn thử nghĩ xem, một tháng thu nhập oách thế, 30 triệu, 30 triệu một tháng. Sau đó thì tiền thuê nhà rẻ nhất là 5 triệu, à 5.000 nhân dân tệ rồi. Share cùng với lại là những người bạn khác thì chắc là cũng tầm khoảng, cũng coi như là mất 3.000 đi. Rồi ăn nữa, rồi lại còn tiền vé máy bay để bay đi bay về chứ các bạn. Trời ơi, đúng là tiền cá quá tiền cơm. Có những bạn thì vì oách mà được làm ở Thượng Hải nghe oách quá, bây giờ thú nhận là mệt mỏi như thế thì cũng hơi xấu hổ, vì thường là các bạn như thế là các bạn khá phù phiếm, và sau đó thì cố cố mãi cố mãi cũng chả cố được lâu. Ôi các bạn ơi, làm hao tổn sức khỏe như thế làm sao được. Còn những cái nơi mà người ta đủ sức để mời chuyên gia ấy, thì lại hoàn toàn khác, và nói thật luôn là chả đến lượt mình, nói với các bạn như vậy. Thế và với các trường học thì khác, ví dụ như khi cô đến Trung Quốc để đi làm là cô có được mời với tư cách là chuyên gia, cho nên là nhà trường đó phải cấp thư mời và nói chung là phải có hợp đồng lao động, có tất cả mọi thứ. Và khi mình đến đại sứ quán Trung Quốc làm việc ấy thì visa của mình là visa Z, tức là chua cung chua mà. Thế và visa này thì làm rất khó khăn, phải người ta phải đi xác minh thông tin về mình, cái sơ yếu lý lịch của mình ấy, với lại là cái trường, cái đơn vị mà mời mình, và người ta phải xác minh xem cái trường đó có đủ tư cách để mời chuyên gia nước ngoài hay không. Cho nên là rất là khó. Tức là khi mà mình đã có được cái visa công tác sang bên đó rồi thì mình mới được làm các thủ tục khác để làm thẻ cư trú. Vì thế cho nên là các bạn trẻ khi mà các bạn đi làm, nếu như mà người ta mời thì các bạn phải xác định xem là có phải làm chui hay không. Nếu mà làm chui thì các bạn phải xác định là các bạn sẽ sẵn sàng phải có tâm lý để ngồi ăn cơm tù, bởi vì là vi phạm cái luật nhập cảnh của họ thì các bạn đang còn trẻ, các bạn không lường hết được đâu. Mình đã từng nghe rất nhiều bạn kể rằng là những cái nơi mà người ta gọi là có lao động chui ấy, thì chính là một trong những cái nơi mà người ta chủ động đi báo với công an địa phương để người ta ập đến, người ta bắt và người ta phạt, để chủ nó chủ yếu là để nuốt cái tiền công của người ta thôi. Nói chung là rất là phiền. Đó là việc thứ hai. Việc thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là những lời hứa. Có rất nhiều các bạn ạ. Ôi dồi ôi, mấy cái anh chàng, nói thật, giám đốc, các bạn đừng đừng tưởng là giám đốc là oai nhá. Tổng giám đốc còn chưa là cái gì cả. Cái người mà có quyền nhất ấy là cái ông chủ đầu tư. Mà chủ đầu tư thì cũng là cái ông mà đi vay ngân hàng thôi. Cho nên là các bạn đừng có ảo tưởng vào mấy cái ông giám đốc rồi tổng giám đốc để mà bám vào cái cọc mục. Rất nhiều các cô gái trẻ và các chàng trai trẻ bây giờ đang mắc phải cái sai lầm này. Thì mình để ý thấy như này, các ông ấy hay hứa lắm. Cứ hứa, đến 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 chỗ tôi để làm, cô về chỗ tôi để làm đi. Thế xong là các bạn nghe ngon nghe ngọt, bởi vì công việc của các bạn đang làm các bạn thấy chán phèo mà. Nói thật với các bạn, chỗ nào cũng chán. Nói thật đấy, chỗ nào cũng chán. Đừng có thấy cô suốt ngày vui vẻ như thế này mà nghĩ rằng là công việc của bên GS và công việc của cô là tuyệt vời đâu. Chẳng qua là cái tâm thế của cô tốt đấy, nó thực sự chán lắm. Nhưng mà bởi vì là cô nghĩ rằng vì mình đi làm nhiều năm rồi, cho nên là mình luôn luôn phải tạo ra một cái gọi là một cái tự mình quản lý cái cảm xúc của mình ấy, tự mình tạo ra niềm vui trong công việc. Vì thế cho nên là có rất là nhiều các bạn là
không biết là đó chỉ là cái văn hóa hoặc cái thói quen người ta thôi, cho nên các bạn tin và cuối cùng là các bạn đi nhầm một bước cờ. Đó là cô dặn rất chân thành tình. Thứ tư nữa đó là Trung Quốc có một câu quỳ nhân tua vong sự, nghĩa là gì? Quỳ nhân tua vong sự là cái người quỳ nhân là ai? Quỳ nhân là những người sang trọng, quỳ là quý, nhân là nhân, quý nhân, quỳ nhân. Nhưng trong trường hợp này thì quỳ nhân không được phép hiểu là quý nhân. Quý nhân là cái người giúp đỡ chúng ta, nhưng quỳ nhân ở đây là những người sang trọng, những người có chức có quyền quan trọng, những người gọi là tầng lớp quý tộc. Thì người ta bận cho nên là người ta hay quên những cái điều người ta nói. Kỳ thực là trong công việc người ta làm đã quen, đó là người ta hay hay làm hài lòng người khác bằng những cái gọi là những cái điều, những cái lời hứa và những cái lời nói ngọt ngào ấy. Thế thì trong tiếng Trung có câu quỳ nhân tua vong sự thì có nghĩa là câu này không có nghĩa tốt. Câu này là một nghĩa chê cười, và ở trong HSK4 hay ở HSK4 có đoạn này đấy. Và câu này thì nhiều, ngay chính cả nhân viên ở bên công ty mình khi mà mình nói câu này thì các bạn ấy mới biết nghĩa của cái cụm từ đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là quỳ nhân tua vong sự là những cái người mà người ta hứa với bạn rất là nhiều. Bởi vì bạn không phải là quỳ nhân cho nên là bạn chỉ có mỗi một cái, bạn rất là ít việc nên là người ta nói với bạn cái gì đó thì bạn cứ nhớ mãi thôi. Chứ còn người ta thì nói với nhiều người nhiều câu cho nên người ta chẳng nhớ là người ta nói với bạn câu gì. Cho nên là bạn phải biết cái văn hóa của người ta như thế, cái thói quen của người ta như thế để học được cách, đó là khi người ta hứa là mua cho bạn một cái gì đấy thì bạn đừng tin là người ta sẽ mua cho bạn, hiểu chưa? Đừng có tin. Khi mà mình còn rất bé, có một người thân thì nói thật là mình không trách, nhưng mà đó là một câu chuyện mà làm cho mình cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Và sau khi mà ở Trung Quốc và đi dạy HSK cho lớp lễ à, ôn HSK cho lưu học sinh, và mình đọc cái bài Quy Rấn Tô Quang Sư đó thì mình đã thấm thía, và mình nói rằng là sau này mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn sẽ không ai gặp phải cái câu chuyện như mình đã gặp. Thì có một người thân thì người này rất là giàu, thế và gặp mình thì mình nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương mà, cho nên là cái người thân đó hứa là may cho mình một bộ quần áo. Thế và mình đã tin các bạn ạ, mình tin vào điều đó. Cho nên là mình cứ hóng, hóng mãi, hóng mãi, hóng bao nhiêu năm rồi mình cứ nhớ mãi, tâm tâm niệm niệm, lúc đó mình nhỏ lắm. Nhớ mãi mà lần nào gặp thì cái người thân đó cũng hứa là may cho mình một bộ quần áo. Mình nhớ là nếu như mà bây giờ may thì chắc là cũng phải may đến 10 bộ rồi ấy. Bởi vì cái câu nói đó chắc là cũng phải được lặp đi lặp lại đến 10 lần, mình không nhớ chính xác. Nhưng đợi mãi chẳng bao giờ thấy người ta may cho mình bộ quần áo. Và nếu mà tất nhiên cho bây giờ mà người ta có may cho mình thì mình cũng không cần, bởi vì mình đã có quá thừa quần áo, cho cái tủ quần áo của mình còn bị sập mà các bạn đã biết rồi đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện này sau sau đó thì mình dạy học trò cái câu quy nhân tua vong sự, thì mình nhắc học trò đó là đừng có bao giờ tin vào những cái lời hứa của người ta chỉ hứa cho nó sướng sướng mồm thôi, để cho người nghe sướng tai thôi, chứ còn người ta không làm đâu. Cho nên là nghe mấy cái ông ấy mày đang làm một công việc gì đó và bỗng nhiên có một ông ấy gọi này 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 đến công ty ta làm, thế là tưởng thật cuối cùng đùng 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 dẫn xác đến, nó lại chả không chưa lót lá nó tống cổ đi là may lắm rồi, còn giữ được một tí gọi là lòng tự trọng ấy các bạn ạ. Vì thế cho nên là chia sẻ với các bạn đôi điều như thế. Còn nếu như đang xem YouTube của Coco mà có những ai chính là quy rấn và thường xuyên quên việc thì cũng rất là xin lỗi các bạn. Coco đứng ở trên lập trường bảo vệ những người trẻ tuổi. Và nếu như mà các bạn đã hứa quá nhiều rồi thì chắc là các bạn nên sửa. Bởi vì là Coco thì không suốt ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng cô tin vào những cái điều gọi là nhân quả. Khi mà bạn hứa quá nhiều rồi thì sau này bạn có thể không phải trả cho cái người mà bạn đã hứa, nhưng mà bạn sẽ phải trả bởi vì bạn đã nói ra. Cho nên là tốt nhất nếu như không làm được thì hạn chế hứa thôi. Đúng không ạ? Vâng ạ, và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.